tôi đã trình bày ở một số bản tin trước thì tại một số đại lý của Hà Nội nhằm giải phóng hàng tồn kho thì một số đại lý đã chấp nhận bán với mức giá là từ 38 cho tới 39 triệu đồng. Giá này thì chưa bao gồm đăng ký, chưa bao gồm ra giấy tờ và bảng số xe. Tuy nhiên hôm nay có một cái thông tin gây hoang mang trong người tiêu dùng, đó là Honda Winner 150 mới chạy được khoảng 500 km thì đã bị banh lòng, khiến nhiều người đang sử dụng chiếc xe này hoặc là có cái nhu cầu mua chiếc xe này thì trở nên lo lắng. Và tại thời điểm ra mắt thì những người hâm mộ và những người chơi xe côn tay ở Việt Nam thì không quên đặt Honda Winner 150 lên bàn cân cùng với Yamaha Exciter 150. Tuy nhiên thì sau khi bán ra thị trường, Honda Winner lại bị mất dần đến sức hút. Để kích cầu người tiêu dùng và nâng cao doanh số thì Honda đã không ngần ngại giảm giá bán cho mẫu xe này. Thì quý vị có thể để ý là những ngày đầu giá xe có thể lên tới 54-55 triệu, và sau đó thì rơi tự do về mức giá đề xuất, và bây giờ thì lại còn thấp hơn dưới giá đề xuất là khoảng từ 7 cho tới 8 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì giá bán lẻ Honda Winner tại nhiều đại lý chỉ khoảng 40 triệu đồng, và điều này khiến người tiêu dùng thì không khỏi bỡ ngỡ và lo lắng về chất lượng của xe. Bởi trước đây thì các mẫu xe của Honda thường bị làm giá tại các đại lý. Và mặc dù Honda Winner đã giảm giá tới cả chục triệu đồng kể từ khi ra mắt nhưng mà vẫn ế khách, thì phần đông ý kiến người tiêu dùng đều nói rằng là cái phần đuôi xe này của nó rất là xấu, nó nhìn tổng thể thì nó không được hài hòa, và họ vẫn mong muốn chờ cái mẫu xe này giảm giá chỉ còn khoảng 30 triệu. Gần đây thì trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh và thông tin về chiếc Honda Winner 150 bị giã nguyên bộ máy khi mới lăn bánh được khoảng 500 km, và theo chia sẻ của người đăng tải và được dẫn nguồn trên trang tech.vn thì nguyên nhân ban đầu dẫn tới hiện tượng trên là do xe đang chạy thì bỗng phát ra tiếng kẹt kẹt sau khi sang số. Chủ nhân của nó đã mang chiếc xe này tới hét để kiểm tra. Chiếc xe này thì có cái bảng số là 48F1, và kết quả thì sẽ là phải bổ máy ra và làm nguyên lại cái bộ lọc. Hiện tượng thì thông tin trên vẫn chưa được đại diện của Honda xác nhận. Tuy nhiên nhiều người đang có ý định mua Honda Winner 150 thì cảm thấy là vô cùng hoang mang và lo lắng. Có bạn cho rằng là chất lượng xe của Honda đang có dấu hiệu đi xuống, và dịch vụ bảo dưỡng chăm sóc khách hàng của các head cũng không còn tốt như xưa. Điều này dẫn tới những lo ngại từ phía người tiêu dùng. Và trước đây thì trong suy nghĩ của nhiều người tiêu dùng luôn coi các mẫu xe của Honda đều có chất lượng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Thì thực sự ra là quý vị có thể đọc những các cái comment này để mà biết được những cái gọi là những cái phản hồi của người tiêu dùng. Và tuy nhiên thì có một cái lời khuyên cho tất cả các bạn, đó là các bạn hãy là người tiêu dùng thông minh. Hãy là người tiêu dùng thông minh. Thì thông minh theo như cách như thế nào thì tự mỗi người sẽ tìm ra cái cách thông minh của mình, miễn sao để mà mua được một cái sản phẩm có giá trị tốt, tương xứng với cái số tiền bỏ ra và nó bền bỉ. Thì nếu mà có thêm cái thông tin mà xác nhận chính thức từ đại diện của Honda thì chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn trong những các bản tin tiếp theo. Còn anh em thì đang chạy xe này thì cũng đừng có nên lo lắng. Nói chung là anh em cũng nên, thứ nhất là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, và tuyệt đối là tuân thủ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Thì chiếc xe này nó được bảo hành là 3 năm hay là 3.000 km gì đó, 30.000 km gì đó, thì anh em cứ theo cái sổ bảo hành để mà anh em sử dụng thôi. Và nhớ là khi thay nhớt thì cái dung tích nhớt của nó là 1,1 lít, anh em lưu ý cái chuyện đó. Và đi lại thì nói chung là cứ theo như cái sổ bảo hành, theo như hướng dẫn sử dụng xe để mà sử dụng cho nó bền bỉ thôi, của bền tại người mà thôi. Thì hy vọng là anh em hãy like, hãy comment và để lại ý kiến ở cái video clip này, đồng thời là anh em hãy like cho video, rồi đăng ký cái kênh này để đón nhận những cái bản tin mới nhất. Và cái việc đăng ký này hoàn toàn miễn phí, anh em không có mất một đồng xu các bạc nào cả, mà anh em sẽ có thêm cái thông tin mới nhất khi mà có những các cái thông tin về xung quanh cái chiếc xe này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.